Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 13 tháng 9 mình có cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận token Nastcoin nè các bạn. Thì hiện tại dự án này nó đã phong phối các bạn vào app của chắc hôm nay vào các bạn kiểm tra nha các bạn. Thì video mình này mình sẽ hướng dẫn các bạn xả nha các bạn. Rồi để xả được thì các bạn vào một app nè các bạn. Các bạn vào sàn PancakeSwap nha các bạn. Thì trước kia những bạn để đều đủ điều kiện của dự án này thì các bạn cần hầu ít nhất là một có cần thì con sắt các bạn cũng đã ác rồi các bạn. Rồi sau đó các bạn dán vô đây nha các bạn. Câu này mình khuyên các bạn xả đi các bạn ơi. Hiện tại giá nó cũng mới sập rồi các bạn. Mình đã về được 34 con 34.3 của khoảng được 14 đô nha các bạn. Rồi bấm vào em đi bồ. Xả đi các bạn, con này giữ làm gì các bạn. Một tô cần 0.39 gần 0.4 đô. Rồi. Rồi sẽ swap không đi các bạn. Không phiên swap không đi các bạn. Xa mẹ. Con này làm. Giá nó 0.396 nữa các bạn. Con này sập. Rồi các bạn chờ nó chút xíu nha các bạn. Trên xong nó chạy sáng là giật. Rồi ok, đã thành công, swap thành công nha bạn. Sao chưa về nữa ta? Rồi, mình đã về được pin này nha các bạn. Rồi các bạn lấy pin này các bạn ghép lên sàn Binance các bạn bán nha các bạn. Rồi vậy video mình đã cập nhật dự án Nastcoin cho các bạn ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.